Cô chào tất cả các em. Hôm nay, cô chào chúng ta bước vào tiết học trực tuyến bộ môn ngữ văn chính. Tiết 112. Liên kết câu và liên kết đoạn văn, phần luyện tập. Ở bài này, mục tiêu cần đạt. Cô chào chúng ta sẽ cùng hiểu biết về liên kết câu và liên kết đoạn văn. Nhận ra và chữa được một số lỗi về liên kết. Thấy được ưu điểm, nhược điểm và biết cách sửa lỗi trong bài tập làm văn sắp tới. Phần nghị luận về một sự việc, hiện tượng đời sống. Trước khi bước vào bài mới, cô trò chúng ta ôn lại bài cũ. Ở tiết trước, chúng ta cùng học liên kết câu và liên kết đoạn văn. Đó là liên kết ở hai phần nội dung và liên kết về hình thức. Ở liên kết nội dung, chúng ta sẽ liên kết về chủ đề. Như các em đã biết, trong một đoạn văn có nhiều câu văn. Nội dung của các câu văn đều phục vụ chung cho chủ đề của đoạn văn. Hay trong một văn bản có nhiều đoạn văn. Và mỗi đoạn văn thể hiện một ý và các ý trong mỗi đoạn văn đều phục vụ cho chủ đề chung của văn bản. Chúng ta có liên kết logic, tức là các câu trong đoạn văn cũng như các ý trong một văn bản phải được sắp xếp theo một trình tự hợp lý. Về liên kết hình thức, chúng ta có các biện pháp liên kết về hình thức như sau. Thứ nhất, đó là phép lập. Thứ hai, đó là phép nối. Thứ ba, đó là phép thế. Và thứ tư, đó là phép đồng nghĩa, trái nghĩa, liên tưởng. Qua sơ đồ, cô đã khái quát về những kiến thức quan trọng trong chủ đề liên kết câu và liên kết đoạn văn. Cũng vậy, trong giao tiếp, cũng như khi viết văn, chúng ta rất cần đến liên kết câu và liên kết đoạn văn để tạo sự mạch lạc và khúc chiết, thuyết phục người khác. Ở tiết trước, cô và các em đã được học về liên kết và các phép liên kết. Hôm nay, cô sẽ giúp các em khắc sâu thêm kiến thức bằng việc luyện tập. Các em cùng cô mở sách giáo khoa. Chúng ta quan sát, theo dõi và ghi chép vào vở bài học. Bài tập 1. Chỉ ra các phép liên kết câu và liên kết đoạn văn trong những trường hợp sau đây. A. Trường học của chúng ta là trường học của chế độ dân chủ nhân dân, nhằm mục đích đào tạo những công dân và cán bộ tốt, những người chủ tương lai của nước nhà. Về mọi mặt, trường học của chúng ta phải hơn hẳn trường học của thực dân và phong kiến. Muốn được như thế, thì thầy giáo, học trò và cán bộ phải cố gắng hơn nữa để tiến bộ hơn nữa. Về vấn đề giáo dục của Hồ Chí Minh. Chúng ta dễ dàng nhận ra từ trường học được lặp lại ở câu 1 và câu 2. Đó là phép lập. Từ như thế sẽ được thế cho câu cuối ở đoạn trước. Đây chính là phép thế, liên kết đoạn văn giữa đoạn 1 và đoạn 2. Chúng ta sang phần B. Văn nghệ đã làm cho tâm hồn họ thực được sống. Lời gửi của văn nghệ là sự sống. Sự sống ấy tỏa đều cho mọi vẻ, mọi mặt của tâm hồn. Văn nghệ nói chuyện với tất cả tâm hồn chúng ta, không riêng gì trí tuệ, nhất là trí thức. Trong bài Tiếng nói của văn nghệ của Nguyễn Đình Thi. Từ văn nghệ được lặp lại. Đây là phép lập, liên kết giữa câu 1 và câu 2.
Kem lưu ý từ sự sống. Từ văn nghệ. Đây chính là phép lập. Và liên kết đoạn văn, đó là đoạn 1 và đoạn 2. Phần C. Thật ra, thời gian không phải là một mà là hai. Đó vừa là một định luật tự nhiên, khách quan, bao trùm thế giới, vừa là một khái niệm chủ quan của con người đơn độc. Bởi vì chỉ có con người mới có ý thức về thời gian. Con người là sinh vật duy nhất biết rằng mình sẽ chết và biết rằng thời gian là liên tục. Thời gian là gì? Được trích trong tạp chí Tia Sáng. Từ thời gian, từ con người, được lặp lại. Đây chính là phép lập giữa các câu. Phần D. Những người yếu đuối vẫn hay hiền lành, muốn ác phải là kẻ mạnh. Tác phẩm Chí Phèo của nhà văn Nam Cao. Chúng ta thấy yếu đuối trái nghĩa với mạnh, hiền lành trái nghĩa với ác. Đây là phép trái nghĩa. Bài tập 2. Tìm trong hai câu dưới đây những cặp từ ngữ trái nghĩa. Phân biệt đặc điểm của thời gian vật lý với đặc điểm của thời gian tâm lý. Giúp cho hai câu ấy liên kết chặt chẽ với nhau. Thời gian vật lý vô hình, giá lạnh, đi trên một con đường thẳng tắp, đều đặn như một cái máy. Tuyệt hảo bởi vì không bao giờ hư. Tạo tác và phá hủy mọi sinh vật, mọi hiện hữu. Trong khi đó, thời gian tâm lý lại hữu hình, nóng bỏng, quay theo một hình vòng tròn, lúc nhanh, lúc chậm. Với bao nhiêu kỷ niệm nhớ thương về dĩ vãng, cũng như bao điều dự trù lo lắng cho tương lai. Tương lai là gì? Trích trong tạp chí Tia Sáng. Các em phân biệt đặc điểm của thời gian vật lý với đặc điểm của thời gian tâm lý bằng những cặp từ trái nghĩa. Đầu tiên, đó là cặp thứ nhất, thời gian vật lý và thời gian tâm lý. Thứ hai, đó là vô hình và hữu hình. Thứ ba, đó là đều đặn và lúc nhanh, lúc chậm. Thứ tư, đó là giá lạnh và nóng bỏng. Và cuối cùng, đó là thẳng tắp và vòng tròn. Chúng ta có thể ghi vào vở phần tổng hợp các cặp từ trái nghĩa theo yêu cầu của đề. Chúng ta bước sang bài tập 3. Hãy chỉ ra các lỗi về liên kết nội dung trong những đoạn trích sau và nêu cách sửa các lỗi ấy. A. Cấm đi một mình trong đêm. Trận địa đại đội 2 ở phía bãi bồi bên một dòng sông. Hai bố con cùng viết đơn xin ra mặt trận. Mùa thu hoạch lạc đã vào chặng cuối. Dẫn theo Trần Ngọc Thêm. Chúng ta thấy ở đoạn A có 4 câu. Và cấm chính là tên của nhân vật. Lạc, ở miền Nam mình gọi đó là đậu phộng. Vậy thì cả bốn câu ở trong đoạn A đều không liên kết. Bởi đã có lỗi về liên kết nội dung.
các câu không hề phục vụ chủ đề chung của văn bản. Vậy thì để sửa, chúng ta sẽ sửa như thế nào? Cấm đi một mình trong đêm. Trận địa đại đội 2. Của ai ở phía bãi bồi một dòng sông? À, của anh. Vậy thì câu cuối cùng của đoạn chúng ta thấy mùa thu hoạch lạc đã vào chặng cuối. Vậy thì chắc chắn cái thời gian mà hai bố con cùng viết đơn xin ra mặt trận đó chính là quá khứ. Vậy thì mình sẽ thêm cái quá khứ, cái hồi ức ấy. Anh chợt nhớ hồi đầu mùa lạc. Hai bố con của ai? Của anh. Cùng viết đơn xin ra mặt trận. Và thời điểm hiện nay, đó là bây giờ. Vậy, cô cùng các em quan sát lại một lần nữa. Phần mình đã sửa. Cắm đi một mình trong đêm. Trận địa đại đội 2 của anh ở phía bãi bồi bên một dòng sông. Anh chợt nhớ hồi đầu mùa lạc. Hai bố con anh cùng viết đơn xin ra mặt trận. Bây giờ, mùa thu hoạch lạc đã vào chặng cuối. Giờ đây, chúng ta đã thấy các câu có thể liên kết về nội dung một cách rõ ràng. Chúng ta lại quan sát sang phần B. Năm 19 tuổi, chị đẻ đứa con trai. Sau đó chồng mắc bệnh, ốm liền trong 2 năm rồi chết. Chị làm quần quật phụng dưỡng cha mẹ chồng, hầu hạ chồng, bú mớm cho con. Có những ngày ngắn ngủi cơn bệnh tạm lui, chồng chị yêu thương chị vô cùng. Dẫn theo Trần Ngọc Thêm. Ở đoạn B, chúng ta thấy có 3 câu. Và cả 3 câu khi đọc lên, chúng ta lại thấy có lỗi về liên kết nội dung. Bởi trật tự các sự việc nêu trong các câu đều không hợp lý. Chị 19 tuổi, đẻ đứa con trai. Sau đó chồng mắc bệnh và chết. Vậy thì khi chồng chết rồi, thì câu số 2, không thể chị lại hầu hạ chồng nữa. Và câu số 3, không thể có việc chồng chị yêu thương chị vô cùng. Do vậy, để sửa, chúng ta sẽ thêm trạng ngữ chỉ thời gian vào đầu câu 2 để làm rõ mối quan hệ thời gian giữa các sự việc. Giống như ở ví dụ A phía trước, chúng ta sẽ thấy đó là cái quá khứ, cái hồi ức. Nhớ lại, do vậy mình sẽ sửa như thế nào? Năm 19 tuổi, chị đẻ đứa con trai. Sau đó chồng mắc bệnh, ốm liền trong 2 năm rồi chết. Suốt 2 năm anh ốm nặng, chị làm quần quật phụng dưỡng cha mẹ chồng, hầu hạ chồng, bú mớm cho con. Có những ngày ngắn ngủi cơn bệnh tạm lui, chồng chị yêu thương chị vô cùng. Các em thân mến! Qua bài tập số 3, chúng ta nhận ra khi xây dựng một đoạn văn, chúng ta thường hay mắc lỗi về liên kết nội dung hoặc hình thức. Từ đó, chúng ta có thể rút ra một bài học. Khi xây dựng đoạn văn, cần liên kết về nội dung. Những câu trong đoạn văn phải tập trung làm rõ chủ đề chung của đoạn văn và sắp xếp các câu theo một trình tự hợp lý. Từ đó sẽ đảm bảo được sự liên kết về nội dung và hình thức. Chúng ta sang bài tập 4. Chỉ ra và nêu cách sửa các lỗi liên kết hình thức trong những đoạn trích dưới đây. A. Với bộ răng khỏe cứng, loài nhện khổng lồ này có thể cắn thủng cả giày da. Mọi biện pháp chống lại nó vẫn chưa có kết quả vì chúng sống sâu dưới mặt đất. Hiện nay, người ta vẫn đang thử tìm cách bắt chúng để lấy nọc điều trị cho những người bị nó cắn, được trích từ báo.
ở phần bài tập 4A. Chúng ta có 3 câu. Và mình nhận ra cách dùng từ ở câu 2 và câu 3 đều không thống nhất. Ở đoạn đang nói về loài nhện khổng lồ, tức là chỉ số nhiều. Nhưng ở câu 2 và câu 3 có lúc lại dùng từ nó, tức là đại từ chỉ số ít. Vậy thì nó sẽ không thống nhất. Muốn chữa, chúng ta sẽ thay đại từ nó bằng đại từ chúng. Như thế, nó sẽ thống nhất hơn. Đây, các em quan sát. Với bộ răng khỏe cứng, loài nhện khổng lồ này có thể cắn thủng cả giày da. Mọi biện pháp chống lại chúng vẫn chưa có kết quả vì chúng sống sâu dưới mặt đất. Hiện nay, người ta vẫn đang thử tìm cách bắt chúng để lấy nọc điều trị cho những người bị chúng cắn. Cô sang phần B. Tại văn phòng, đồng chí bộ trưởng đã gặp gỡ một số bà con nông dân để trao đổi ý kiến. Mỗi lúc bà con kéo đến hội trường một đông. Một đoạn được trích từ báo. Ở đây cũng vậy. Chúng ta dễ dàng nhận ra. Từ văn phòng và từ hội trường không cùng nghĩa với nhau trong trường hợp này. Bởi các em đã biết, văn phòng là tên gọi chỉ chung về một phòng làm việc. Còn hội trường là một không gian rộng lớn, có thể chứa nhiều người nhằm mục đích hội họp hoặc tổ chức sự kiện. Và hơn nữa trong đoạn, đồng chí bộ trưởng đang gặp gỡ một số bà con nông dân tại văn phòng của mình, thì bà con không thể kéo đến hội trường. Do vậy, để sửa, chúng ta sẽ thay từ hội trường ở câu 2 bằng từ văn phòng. Nó sẽ hợp lý hơn. Các em vừa cùng cô làm xong bài ở sách giáo khoa. Giờ đây, chúng ta sẽ làm thêm một số bài tập bổ sung. Bài tập 1. Em hãy xác định các phép liên kết trong đoạn văn sau và cho biết đó là phép liên kết gì. Hôm ấy, tôi đang dọn cho sạch mấy ngăn túi trong áo rét của con gái 6 tuổi, thì phát hiện ở mỗi ngăn túi là một đôi găng tay. Nghĩ rằng một đôi thôi cũng đủ sự ấm tay. Rồi tôi bảo con, vì sao con mang tới 2 đôi găng tay trong túi áo? Con tôi trả lời, con làm như vậy từ lâu rồi. Mẹ biết mà, có nhiều bạn đi học mà không có găng tay. Nếu con có thể cho bạn mượn, và tay bạn sẽ không bị lạnh. Theo tuổi mới lớn của nhà xuất bản trẻ. Chúng ta dễ dàng nhận ra. Từ tôi, từ con, được lặp lại, đó là phép lặp giữa các câu. Từ nếu, sẽ là phép nối. Và từ mẹ, thế các em có biết thế cho từ nào không? À đúng rồi, đó chính là thế cho từ tôi, đó là phép thế. Bài tập số 2, cho đoạn văn. Bạn hãy thử mở ngăn kéo lòng mình. Bên trong đó có những gì? Những giấc mộng thanh xuân chồng chất lần lửa vẫn còn trong đó chứ? Những giấc mơ đó vẫn chưa nguội lạnh, phải không? Bây giờ, bạn hãy lấy ra, hãy rũ bụi, tưới nước, thắp lửa để hơi ấm trở lại với giấc mơ mà bấy lâu vẫn ngủ yên trong bạn. Trưởng thành sau ngàn lần đấu tranh của Randall Kim.
Các em hãy nêu nhận xét về những câu hỏi liên tiếp được nêu ra trong đoạn văn trên. Đó là nhắc nhở mỗi người chúng ta hãy nuôi dưỡng ước mơ của mình và đừng để giấc mơ của mình bị nguội lạnh. Phần B. Nêu ý kiến của bản thân em về lời khuyên của tác giả nêu ra trong đoạn văn trên bằng đoạn từ 4 đến 6 câu. Các em thân mến, mỗi người ai cũng có những ước mơ riêng của mình. Vậy muốn biến ước mơ thành hiện thực, điều đó không phải là dễ dàng. Vậy muốn ước mơ trở thành hiện thực, chúng ta không chỉ nói mà phải hành động. Ước mơ đó phải phù hợp với khả năng, với điều kiện, với hoàn cảnh của chúng ta. Ước mơ sẽ giúp chúng ta bay cao, bay xa hơn trong cuộc đời của mình, giúp chúng ta có bản lĩnh, có nghị lực trong cuộc sống, và ước mơ giúp cho cuộc sống của chúng ta có ý nghĩa hơn. Vì vậy, đừng để ước mơ nguội lạnh theo thời gian, năm tháng. Đây là một số ý cô gợi, các em có thể dựa vào đó để có thể viết đoạn văn từ 4 đến 6 câu. Chúng ta vừa tìm hiểu xong phần bài học. Giờ đây, cô sẽ hướng dẫn phần tự học ở nhà. 1. Các em sẽ ôn lại kiến thức ở phần sách giáo khoa trang 43 hoặc bằng sơ đồ cô và các em vừa khái quát. Thứ hai, các em có thể tìm các đoạn văn đã học trong sách giáo khoa và chỉ ra được sự liên kết về hình thức của các đoạn văn. Thứ ba, hãy viết đoạn văn ngắn từ 4 đến 6 câu nội dung tự chọn, trong đó có sử dụng ít nhất một phép liên kết. Và cuối cùng, các em chuẩn bị bài tiếp theo, nghị luận về tác phẩm, truyện hoặc đoạn trích. Các em thân mến, cảm ơn các em đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại các em trong những tiết học tiếp theo. Chúc các em luôn khỏe để theo dõi và học bài trực tuyến cho tốt nhé. Mọi thắc mắc về bài giảng, các em có thể liên hệ email và số điện thoại của cô ở phía dưới. Thân ái, chào các em.